bỗng một ngày khăn tan sầu héo hắt, bỗng một ngày khăn tan che dấu mặt người. Cha ơi, giọt lệ ướt mi, con ngồi nhìn lá rơi mùa thu, con chẳng còn những tiếng ru sương, nay chỉ còn vành trắng khăn tang. Cha ơi, cha bỏ con, trọn đời con mất cha thật rồi. Cha ơi, cha bỏ con, để đời con trọn kiếp mồ côi. Cha ơi, cha bỏ con, cuộc đời con mất cha thật rồi. Cha ơi, cha bỏ con, trọn đời con không còn thấy cha. Cha ơi, cha bỏ con, trọn đời con mất cha thật rồi. Cha ơi, cha bỏ con, để đời con trọn kiếp mồ côi. Cha ơi, cha bỏ con, cuộc đời con mất cha thật. Cha ơi, cha bỏ con, trọn đời con không còn thấy cha. Sự nghi thức tận liệm, chúng ta thành khẩn cầu nguyện cho ông Carollo mới qua đời. Xin Chúa ban thưởng cho ông Carollo sau khi kết thúc cuộc đời từng thế được về quê hưởng cuộc sống đời đời, vì chúng ta tin chắc rằng sự chết chưa phải là kết thúc tất cả, nhưng là cửa ngõ tiến vào đời sống đời đời. Đối với những người tin vào Đức Kitô, sự sống chỉ biến đổi chứ không bị tiêu tan. Ông Carollo đã được chịu bí tích rửa tội, đã khởi sự đời sống vĩnh hằng. Ngày khi còn sống ở trần gian này, chúng ta cầu nguyện cho ông Carollo và hy vọng ông Carollo được hưởng vinh quang phục sinh với Đức Kitô. Xin lắng nghe linh hồn con tha thiết ăn năn kêu vang. Lạy Chúa xin vô thương ban xuống niềm tin ấm ủ cho tâm hồn, rửa con nên tin đông, rửa sạch mọi gian ác, cứu con hoàn tội thiên, con thành tâm thú lỗi lầm. Chúa nhân từ xin lắng nghe linh hồn con tha thiết ăn năn kêu vang. Lạy Chúa xin vô thương ban xuống niềm tin ấm ủ cho tâm hồn. Lạy Chúa xin thánh hóa người anh Carollo của chúng ta đây, trong cuộc sống trần gian đã tin cậy vào Chúa, đã phó thác vào đời cuộc đời cho Chúa, đã tin vào lời hứa cứu độ của Chúa. Xin cho ông Carollo chúng con được sống lại như Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Lời Chúa trong thơ của Thánh Phaolô Công Đồ và Tín Hữu Côlôse. Anh em thân mến, anh em đã chết với Đức Kitô và sự sống mới của anh em hiện đang tìm tàng với Đức Kitô nơi Thiên Chúa. Khi Đức Kitô nguồn sống của chúng ta xuất hiện, anh em sẽ được xuất hiện với người và cùng người hưởng phúc vinh quang. Đó là lời Chúa. Tạ ơn Chúa. Anh chị em thân mến, Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta đã phán rằng: Ta là sự sống lại và là sự sống. Ai tin Ta thì dù có chết cũng sẽ sống. Và bất cứ ai sống và tin Ta thì sẽ không phải chết muôn đời. Chúng ta hãy cầu cho ông Carollo của chúng ta. Lạy Chúa, Chúa đã không thương Lazaro chết, xin hãy lau sạch nước mắt chúng con. Xin Chúa.
đời chúng con. Lạy Chúa, đã làm cho kẻ chết sống lại, xin đối thương ban cho anh Carolo chúng con được sống đời đời. Chúa nhầm lời chúng con. Chúa đã hứa thiên đàng cho kẻ trộm có lòng hối cải, xin đối thương đưa người anh Carolo chúng con vào nước trời. Xin Chúa nhầm lời chúng con. Chúa đã cho người anh Carolo chúng con được ghi ân tín trong nước rửa tội, xin đối thương ban cho người này được vào sổ các thánh và những người Chúa chọn. Xin Chúa nhầm lời chúng con. Xin cho đối thương cho chúng con đang thương nhớ ông Carolo được an ủi trong đức tin và được phân khởi trong niềm hy vọng được sống đời đời. Xin Chúa nhầm lời chúng con. Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện đem Cha ca sáng ơn Cha tùy đến khi Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con sa chúa cám dỗ, như cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen. Chúng ta hãy cầu nguyện. Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã sống lệ để ban cho chúng con sự sống vĩnh cửu. Xin thương nhậm lời chúng con khẩn cầu mà ban cho ông Carolo mau hưởng tôn nhan Chúa. Chúa là đứng hàng sông hiển ti muôn đời. Amen. Chúng ta cùng cầu nguyện. Lạy Chúa, chúng con biết rằng khi thân xác của chúng con là ngôi nhà tạm ở dưới đất này bị sự chết phá hủy, thì chúng con lại có một nơi cư ngụ do Thiên Chúa dựng nên, đó là ngôi nhà vĩnh cửu trên trời, không do tay người phàm làm ra. Lạy Chúa, xin thánh hóa và chúc phúc cho chiếc quan tài này, là chiếc áo, là nhà tạm cho thân xác yếu hèn hay hư nát cư ngụ. Người anh chị em của chúng con đây cư ngụ để chờ ngày phục sinh trong quyền năng của Chúa. Xin cho nhà tạm này được Chúa thánh hóa và chúc phúc để trở nên nơi yên nghỉ bình an cho thân xác người anh em của chúng ta, là đền thờ ngôi ba Thiên Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Trong gian giữa muôn cuộc sống đầy như bao dòng nước cuốn trôi, bao điều mong ba cùng xô lông không thân thôi. Trong gian vương tôi đã kêu cầu và Chúa đã đáp lời thôi. Từ vực sâu tôi nài vâng Chúa, mà Chúa đã nghe tiếng tôi. Chúng con kể gì danh Chúa nhân từ.
Ông cha Lulo đến nơi an nghỉ muôn đời, chúng ta đau buồn trước sự ra đi của ông. Những lời Chúa hứa ban sự sống đời đời đã đem cho chúng ta niềm hy vọng. Chúng ta hãy an ủi nhau bằng những lời sau đây. Lời Chúa trong thư của thánh Phaolô trong đời gọi tín hữu Roma: nếu chúng ta cùng chết với Đức Kitô, chúng ta tin rằng chúng ta sẽ cùng sống với Người. Chúng ta biết rằng một khi Đức Kitô đã sống lại từ cõi chết thì không bao giờ Người chết nữa. Cái chết chẳng còn quyền chi đối với Người. Đó là lời Chúa. Anh chị em thân mến, Chúa Giêsu đã đến để phục sinh kẻ chết và an ủi chúng ta với tình yêu của Người. Chúng ta hãy chúc tụng ngợi khen Đức Giêsu Kitô. Lại ngôi lời Thiên Chúa đứng tạo thành trời đất, mà nay thân xác ông Carolo sẽ trở về với lòng đất. Trong bí tích rửa tội, Ngài đã kêu gọi ông đến sự sống vĩnh cửu để chúc tụng ngợi khen Chúa Cha đến muôn đời. Xin Chúa thương xót chúng con. Lại Đức Giêsu Kitô, con Thiên Chúa, Ngài đã nâng đỡ người công chính và bao bọc họ với vinh quang nước trời. Xin Chúa thương xót chúng con. Lại Đức Kitô chịu đóng đinh, Ngài đã che chở linh hồn ông Carolo dưới quyền năng thập giá của Ngài. Và trong ngày tái giáng lâm, Ngài sẽ tỏ lòng thương xót đối với mọi tín hữu đã ly trần. Xin Chúa thương xót chúng con. Lúc phán xét kẻ sống và kẻ chết, khi nghe tiếng Chúa, mồ mả sẽ nổ mở tung, và những người công chính đang ngủ yên trong bình an của Chúa sẽ trỗi dậy và ca tụng vinh quang Chúa. Xin Chúa thương xót chúng con. Lại Đức Giêsu Kitô, mọi chúc tụng ngợi khen đều quy về Chúa. Ngài nắm cái chết trong tay và mọi sự sống sẽ tùy thuộc vào chỉ một mình Ngài. Xin Chúa thương xót chúng con. Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện công cha ở sáng đi cha thì đến đi cha đây cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày và tha lỗi chúng con, chúng con cũng tha kẻ có lỗi chúng con. Xin chớ để chúng con sa chưa cam nhỏ con cho khỏi sự dữ. Ha ha ha.
chúng con đang còn sống, biết dùng lời để đức tin mà ăn cùng nhau, cho nên khi tất cả chúng con cùng đồng tụ trong Đức Kitô, và như vậy chúng con sẽ được cùng với người anh em này sống lại bên Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Kitô Chúa chúng con. Tới Chúa an nghỉ trong mộ này cho tới khi được Chúa cho sống lại trong ánh sáng thánh nhang Chúa và được nhìn xem ánh sáng vĩnh viễn trên trời Chúa hàng sông hàng tỷ muôn đời. Thiên Chúa toàn năng muốn mời gọi người anh của chúng ta ra khỏi cuộc sống này mà về với Chúa. Chúng ta hãy xin gửi thân xác người này vào lòng đất để người này trở về nơi mình phát xuất ra. Chúa Kitô là đứng đầu tiên từ cõi chết sống lại. Người sẽ biến đổi thân xác hư hèn của chúng ta nên giống thân xác sáng láng của người. Vậy chúng ta xin gửi người anh của chúng ta cho Chúa để Chúa đón nhận đưa vào chốn bình an của người và cho thân xác người này được sống lại trong ngày sau hết. Anh chị em thân mến, Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta đã phán rằng: Ta là sự sống lại và là sự sống. Ai tin ta thì dù có chết cũng sẽ sống. Và bất cứ ai sống và tin ta
thì sẽ không phải chết muôn đời. Chúng ta hãy cầu xin cho người anh chị em của chúng ta đây. Lạy Chúa, Chúa đã khóc thương Lazaro, cho xin hãy lau sạch nước mắt chúng con. Xin Chúa nhâm lời chúng con. Chúa đã làm cho kẻ chết sống lại, xin đối thương ban cho người anh em chúng con được sống đời đời. Xin Chúa nhâm lời chúng con. Chúa đã hứa thiên đàng cho kẻ tôm có lòng hối cải, xin đối thương đưa người ông Carolo chúng con vào nước trời. Xin Chúa nhầm lời chúng con. Chúa đã cho người anh Carolo của chúng con được y ân tính tông nước rửa tội, xin đối thương cho người này vào sổ các thánh và những người Chúa chọn. Xin Chúa nhầm lời chúng con. Xin Chúa nuôi dưỡng Carolo chúng con trong bàn tiệc mình mau thánh Chúa, xin đối thương nhận lời này vào bàn tiệc nước trời. Xin Chúa nhầm lời chúng con. Xin Chúa đối thương cho chúng con đang thương nhớ Carolo này, được an ủi trong đức tin và phấn khởi trong niềm hy vọng được sống đời đời. Xin Chúa nhầm lời chúng con. Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng nước Cha trị đến đi, Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con. Xin Chúa lấy lòng nhân từ thương đến tôi tớ đã qua đời, mà tha phạt các hành vi của người này khi còn sống. Người này đã có lòng ước nguyện dâng theo thánh ý Chúa. Vậy ở dưới đất đức tin chân Phật đã liên kết người này với cộng đoàn tín hữu, thì ở trên trời, xin Chúa nhân lành cũng cho người này vào sum họp với hàng ngũ các thiên thần. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Lạy Chúa ơi, xin cho linh hồn Carolo được nghỉ yên muôn đời. Và cho anh sang ngàn thu khi đi soi trên linh hồn Carolo. Lại nữ dược. Về nơi chính suối, em nghĩ cuối cùng, trong khi tan gà bó đói có gì là sơ sức của cô chú anh chị, cô bác anh chị em niệm tình tha thứ. Trong khi cha con lúc cha con sinh thời có sai hay gì điều gì, thì cô bác anh chị ở đây tha thứ cho cha con để cha con được yên nghỉ. Trong 3 ngày tới vào lúc 5:30 chiều